Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của Trinh. Và hôm nay Trinh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để mình có thể thiết kế một banner thủ lĩnh thật là chuyên nghiệp như cái tấm hình mà bạn đang nhìn ở trên video này. Đó là một chủ đề vô cùng là thú vị và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào Google Chrome giúp Trinh để chúng ta sẽ tìm cho mình một cái background. Và như trên hình vừa rồi các bạn xem là nền màu đen thì Trinh sẽ vào Google, Trinh search chữ nền sao đen. Trinh ấn search nha. Sau đó là các bạn sẽ lướt dưới đây để các bạn sẽ thấy nè. Đó, có rất là nhiều cái nền sao đen như thế này. Các bạn thấy không? Vô cùng nhiều luôn. Thì chúng ta sẽ thấy cái nào mà các bạn ưng ý, các bạn thấy đẹp thì các bạn sẽ lưu về. Ví dụ như tấm này đẹp này thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái hình đó. Và các bạn chọn là tải hình xuống. Đây. Thì khi các bạn tải một hình thì nó sẽ ra những cái hình tương tự như vậy để cho chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều. Các bạn thấy không ạ? Và các bạn nhớ giúp Trinh làm những cái hình nào mà có logo chìm ở đây thì chúng ta sẽ không lấy. Chúng ta chỉ lấy những cái hình nào mà không có dính logo thôi. Đây, rất là nhiều ảnh mà ngôi sao vàng với lại nền đen nó sẽ cho chúng ta những cái tấm hình thủ lĩnh rất là đẹp. Đây các bạn sẽ thấy nhiều vô cùng luôn. Đấy, các bạn sẽ chọn những cái tấm hình mà các bạn thấy nó đẹp, nó sang thì chúng ta sẽ tải về nha. Cái từ khóa ban đầu mà Trinh search cho các bạn xem ấy là nền sao đen, các bạn nhớ nha. Các bạn gõ y chang cái chữ này là nó sẽ ra rất là nhiều nền sao đen. Đây, những cái tấm hình này cũng rất là đẹp luôn. Thì các bạn thấy ở đây nó có một cái logo thì chúng ta cũng không sao đâu. Có gì chúng ta sẽ chèn cái hình của mình lên cái logo này. Đây, đây cũng là một trong những tấm hình vô cùng đẹp. Trinh sẽ tải về một số hình đẹp, trong đó là Trinh sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Sau khi mà chúng ta đã tải hình nền đẹp về rồi thì tiếp theo là các bạn sẽ vào cho Trinh một cái ứng dụng có tên là Canva. Đây là ứng dụng có tên là Canva. Thì Canva này rất là dễ sử dụng. Khi mà các bạn vào phần mềm Canva rồi thì các bạn sẽ thấy nè, các bạn muốn làm hình size vuông vuông hay là muốn làm bài đăng cho Facebook hay là ảnh bìa của Facebook. Đây, thì Trinh sẽ làm cho bài đăng Facebook nha. Các bạn ấn vào và các bạn chọn ô trống. Ở ô trống này nè, các bạn sẽ nhấn vào luôn, nhấn vào cái ô này để chúng ta sẽ chọn cho mình cái background. Và cái nền thì chúng ta đã làm như Trinh chỉ hồi nãy rồi. Đây có rất là nhiều background, thì các bạn chỉ cần bỏ vô và các bạn điều chỉnh. Đấy, các bạn sẽ điều chỉnh nè. Rất là nhiều background mà mình đã chọn rồi. Các bạn thấy đẹp không ạ? Đấy. Thì các bạn sẽ điều chỉnh cái background nào mà các bạn thích trước nha. Đây, Trinh sẽ lấy background này đi cho đẹp. Sau khi mà làm background này rồi thì tiếp theo các bạn ấn vào dấu cộng ở phía bên dưới này để chúng ta chèn hình của mình vào. Trên đây là Trinh đã cắt rất là nhiều hình ảnh của mình. Và các bạn muốn cắt nền ra khỏi tấm ảnh thì các bạn có thể xem một cái video mà Trinh sẽ nhúng lên ở bên dưới kênh YouTube này để giúp các bạn cắt hình ra nha. Đây các bạn sẽ thấy không, Trinh đã cắt sẵn hết rồi. Và Trinh cũng đã làm một cái video hướng dẫn rồi nên Trinh sẽ hướng dẫn các bạn sau ha. Đấy, sau đó là các bạn sẽ chèn mình vào. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ viết chữ bằng cách là các bạn ấn dấu cộng ở đây. Các bạn sẽ chọn văn bản. Văn bản nè, các bạn sẽ chọn phông chữ là Lora. Tại vì Trinh thích cái phông chữ này vì nó không bị lỗi. Sau đó là các bạn chọn màu nha, tại vì nền của chúng ta là màu đen cho nên là chữ chúng ta màu trắng thì nó sẽ đẹp. Đấy. Các bạn sẽ viết chữ theo cái mong muốn của mình. Và đây in đậm lên hoặc là in nghiêng. Đấy, các bạn thấy đơn giản không? Thủ lĩnh. Xong các bạn muốn viết thêm chữ khác thì các bạn cũng tương tự ấn vào dấu cộng. Chọn văn bản. Và đây nó sẽ có rất là nhiều cái chữ phông mẫu như thế này nè. Các bạn có thể tùy thích để mình lựa chọn những cái phông chữ nào mà các bạn muốn. Và nhớ là chúng ta phải viết làm sao để có dấu và không bị lỗi phông nha. Các bạn sẽ thấy là đa phần là khi mà chúng ta ấn thì tại vì chữ màu đen nên chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ cần ấn vào màu trắng thôi. Đấy là chúng ta đã xong. Và các bạn chọn màu tùy thích theo ý của mình. Đấy. Và ở cái phần mềm này nó cũng có rất là nhiều cái hay. Ví dụ như là các bạn muốn làm thêm những ngôi sao thì các bạn ấn vào dấu cộng ở đây nha. Các bạn sẽ chọn hình minh họa nè.
các bạn gõ chữ sao vào thì nó sẽ ra rất là nhiều nè, những ngôi sao lấp lánh thêm cho cái tấm hình của mình. Tuy nhiên là do Trinh chọn ngay từ ban đầu là cái tấm hình mình, cái background đã đẹp rồi, nên Trinh sẽ không sử dụng thêm những cái đó, mà Trinh chỉ cần dùng làm sao để cho cái chữ của mình nó cân bằng đẹp là xong. Đấy, Rosy Cosmetics. Thì đó là cách để giúp các bạn thiết kế một cái tấm hình vô cùng đẹp và nhanh lẹ nữa, không mất thời gian nhiều. Chỉ cần các bạn tìm cho mình một cái background thật là đẹp như thế này. Tiếp theo là cắt tấm hình của bạn làm sao cho rõ và sử dụng phần mềm Canva để các bạn chèn chữ của mình vào, chèn hình của mình vào. Và đây các bạn ấn vào nền này nha, các bạn có thể thay đổi bằng những cái nền khác và chỉnh sửa lại. Sau khi làm xong như thế này thì các bạn chỉ cần ấn vào tấm ảnh và các bạn chọn nút là tải về ở đây. Đấy, các bạn chọn tải về. Thế là xong. Thì cái hình ảnh này nó sẽ được lưu vào album bộ sưu tập của các bạn, và chữ Canva đây nó rất là nét, rất là đẹp luôn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn này của Trinh. Chúc các bạn sẽ thiết kế cho mình thật nhiều cái background cực kỳ đẹp và ưng ý theo phong cách của các bạn nha. Đừng quên subscribe kênh YouTube là Lê Thị Kiều Trinh để các bạn có thể xem những video hướng dẫn tiếp theo của Trinh, giúp các bạn phát triển hơn trên con đường kinh doanh online. Xin chào.